Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Pò Hèn và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nay là đồn biên phòng Pò Hèn, và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Gặp gỡ tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân người có công, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên khó khăn và vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức trí tuệ trong xây dựng quê hương đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân với các gia đình chính sách. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường và đoàn công tác đã trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, tặng quà Đảng bộ chính quyền xã Hải Sơn và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Pò Hèn.